Xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay người đọc sẽ chia sẻ với tất cả các bạn một cái bí mật sở thích của đọc từ trước tới bây giờ. Tất cả mọi người luôn nhìn đọc là một con người rất là nhỏ nhắn, rất là dễ thương, nhưng mà đọc có một bí mật sở thích, đó là thích chơi game kinh dị, thích chơi game gì mang tính chiến thuật, mang tính nhập vai, hành động giết chóc lẫn nhau, với mấy cái game mà thay đổi con chúa bánh bèo là đọc không bao giờ chơi. Nhưng mà từ sáng tới bây giờ đọc thì chính là một game rất là đơn giản và bị đau đầu. Bởi vì sao? Đây đó là game gì? Game đại chiến những mùa hè. Các bạn có thể chơi cái game này trên một trang web mang tên là đại chiến những mùa hè chấm cơm của cha yêu của người khác đó. Bây giờ mình bấm chữ sẵn sàng nha, cái trò chơi nó đơn giản thôi. Đúng cái trò lên anh cái bàn tay bấm mất đi. Rồi nó có 3 dòng nha. Đầu tiên tôi sẽ bấm cái chữ sẵn sàng để mình chơi. Sẵn sàng ngày 1. Trời ơi, ngày 1 trời ơi, mình quá trời mọi người. Trong cái thứ ngày bình thường đó mà có không đâu mà tới những cái ngày không chỉ cái lòng trọng nó cũng lên quá trời nổi, mà nó là nó phải là nó một lớp nó một bề nằm đóng bề này giết nó như bà cha mà giết cái gì đó. Qua ngày thứ hai nó có bụng, trời đó ơi, bụng nó đỏ ửng lên luôn nè. Ban đầu bụng bình thường nó chọn nhỏ đi, qua bụng thứ hai là bắt đầu đó. Trời ơi, nó nổi quá trời, nó nổi nó còn mũ lên nó quá trời kinh dị. Trong cái thứ ghét là tan nát rồi nè, tài sát sinh linh, tài sát sinh linh mà tao tài sát cái chồng nội dân gia phản mày. Ngày thứ ba con bụng bự nhiều tại vì khi mà các bạn chiến thắng 3 vòng rồi, các bạn sẽ phải click vào một cái chữ tên là mua ngay. Click vào một cái dòng chữ tên là mua ngay. Thì khi mà click vào đó rồi các bạn sẽ... Nhớ bị nó bự quá bự quá bự nè. Rồi xong rồi. Dẹp đi chơi.